Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 9 tháng 1 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Khi nào thì làn sóng Omicron kết thúc? Dữ liệu cho thấy nó có thể xảy ra sớm, nhưng các chuyên gia cảnh giác. Các bệnh viện quá tải khiến các tỉnh phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi phải trì hoãn các ca phẫu thuật. Một số người dân Ontario đang từ chối mũi tiêm tăng cường của Moderna. Vì sao một vài tôn giáo đang sụt giảm ở Canada hơn bao giờ hết? Các bác sĩ và nhà nghiên cứu cho rằng các chai rượu nên có dán nhãn cảnh báo ung thư. Các công ty Canada ở nước ngoài bị điều tra vì tham nhũng. Thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi ở Canada vào đầu năm 2022. Xảy ra lần đầu tiên trên thế giới, một người đàn ông Thụy Điển được cứu bằng máy khử rung tim bằng máy bay không người lái sau cơn đau tim. 22 người thiệt mạng khi bị kẹt xe trong lạnh giá khi đi du lịch ngắm tuyết ở Pakistan. Giáo viên ở bang Texas, Hoa Kỳ bị bắt vì nhốt con trai bị dương tính với COVID-19 trong cốp xe. Omicron tăng vọt đẩy số ca nhập viện COVID-19 ở Mỹ lên mức cao kỷ lục. Các cố vấn của chính phủ Vương quốc Anh khuyến cáo không nên tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư. Cửa khẩu Việt Trung xuất nhập khẩu ngưng trệ, tiểu thương điêu đứng. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin hàng ngày của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình này, quý vị hãy bấm nút like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh, mở đầu với bản tin trong nước. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn tăng cao ở Canada và trên thế giới, một câu hỏi được đặt ra là khi nào thì làn sóng Omicron kết thúc? Dữ liệu cho thấy nó có thể xảy ra sớm, nhưng các chuyên gia cảnh giác. Với biến thể Omicron khiến số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 ở Canada lên mức cao kỷ lục, nhiều người đang tự hỏi khi nào thì làn sóng mới nhất này sẽ biến mất. Và dữ liệu từ trong và ngoài nước cho thấy có thể sẽ sớm xảy ra. Tại Nam Phi, nơi Omicron lần đầu tiên được xác định, các ca bệnh đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm vào giữa tháng 12. Các quốc gia Nam Phi khác như là Zimbabwe và Namibia cũng đã chứng kiến tình trạng lây nhiễm tăng và giảm trong một khung thời gian tương tự. Các ca nhiễm đã không bắt đầu tăng ở Canada và phần lớn thế giới phương Tây cho đến khoảng một tháng sau đó. Điều đó cho thấy làn sóng Omicron có thể đạt đỉnh ở đây vào giữa đến cuối tháng Giêng trước khi giảm vào tháng 2. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh giác về việc so sánh trực tiếp. Cho đến nay, bằng chứng cho thấy rằng đây sẽ là một làn sóng rất nhanh bởi vì nó lây nhiễm rất nhanh cho rất nhiều người. Theo Carrie Bowman, là một nhà đạo đức sinh học và là giáo sư tại Đại học Toronto cho biết, theo các nghiên cứu địa phương, biến thể Omicron ảnh hưởng Nam Phi và các quốc gia láng giềng khác với phương Tây. Các quan chức y tế ở đó cho biết mức độ nhiễm COVID-19 trước đây cao hơn, giúp các ca bệnh trong đợt này nhẹ hơn. Tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn so với phương Tây, khoảng 45% người trưởng thành Nam Phi đã được tiêm chủng tính đến thứ Sáu, nên nhiều người bị nhiễm các chủng khác bao gồm cả Delta. Theo ông Tom Crouch, là giáo sư trợ giảng tại Đại học British Columbia, người nghiên cứu lịch sử và sự phát triển của các bệnh truyền nhiễm, chỉ ra rằng việc so sánh Canada với các quốc gia khác còn khó hơn vì đất nước của chúng ta rất rộng lớn về mặt địa lý. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe đã phải vật lộn trong suốt đại dịch để cân bằng nhu cầu của các trung tâm thành thị với những người ở vùng nông thôn hẻo lánh và các quốc gia người bản địa. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Canada rất có thể nhìn thấy một làn sóng Omicron ngắn, giống như là miền Nam châu Phi đã chứng kiến. Ông nói, chúng ta có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều và một số chúng ta cũng đã từng mắc bệnh trước đây. Tại đây, ông nói, các quốc gia khác chứng kiến sự gia tăng trước đó do Omicron thúc đẩy đang có những dấu hiệu tích cực, ví dụ như là ở Vương quốc Anh, các trường hợp đã bắt đầu ổn định. Theo Lawrence Young, là giáo sư về ung thư học phân tử tại Đại học Warwick ở Coventry, Vương quốc Anh, nói rằng, có vẻ như các bệnh đang tăng cao ở London trong độ tuổi từ 18 đến 50,
Tuy nhiên, ông và các chuyên gia khác cho biết vẫn còn quá sớm để nói liệu làn sóng có kết thúc nhanh chóng hay không, với khả năng số người nhập viện có thể tăng đột biến trong những tuần tới. Canada đã chứng kiến mức tăng đột biến như vậy. Hôm thứ Tư, số người nhập viện trên toàn quốc lần đầu tiên vượt con số 5.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Con số kể từ đó đã tăng lên gần 6.000 người, trong đó có kỷ lục là 790 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Các quan chức y tế hiện đang nhấn mạnh rằng số ca nhập viện, chứ không phải số ca nhiễm bệnh, mới là thước đo thực sự cho đại dịch trong tương lai khi khả năng xét nghiệm bị quá tải. Nếu số ca giảm vào tháng 2 cũng như các ca nhập viện và tử vong, thì đó cũng có thể là thời điểm chuẩn bị kết thúc giai đoạn cấp tính của đại dịch COVID-19, nếu dữ liệu của Nam Phi là đáng tin. Gần 2.600 ca nhập viện COVID ở Ontario, trong khi gần 400 ca trong phòng ICU. Các quan chức y tế báo cáo rằng có 385 bệnh nhân và người lớn trong ICU, tăng từ con số 338 của một ngày trước. Trung bình luân phiên trong 7 ngày của bệnh nhân trong ICU hiện là 295 và có 216 bệnh nhân đang thở máy. Trong số các bệnh nhân ICU hiện nay, hơn 64% không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là có tình trạng tiêm chủng không rõ nguồn gốc. Còn số đó, so với 11,6% người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên không được tiêm chủng đầy đủ. Số lượng bệnh nhân trong ICU đã tăng gấp đôi kể từ ngày 28 tháng 12 và đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Có 2.594 người phải nhập viện do virus, tăng so với 2.472 người một ngày trước. Con số đó đã tăng gấp đôi chỉ sau 4 ngày. Cũng liên quan tới tỉnh Ontario thì một số người dân Ontario đang từ chối mũi tăng cường của Moderna. Khi Ontario bắt đầu tiêm các mũi tăng cường, một số hiệu thuốc đã báo cáo rằng nhiều người đã bỏ đi sau khi được thông báo rằng họ sẽ nhận được vaccine Moderna thay vì Pfizer. Justin Bay, giám đốc điều hành của Hiệp hội Dược sĩ Ontario cho biết anh ấy nghe thấy từ các hiệu thuốc rằng khoảng một nửa số người từ chối Moderna. Tôi nghĩ rằng các dược sĩ phải làm nhiều hơn để giáo dục mọi người để chứng minh rằng Moderna ngang hàng với Pfizer và nó an toàn và hiệu quả. Ông nói với CTV News hôm thứ Sáu. Ông Bay nói rằng việc từ chối Moderna chủ yếu là do những người đã tiêm vaccine Pfizer do dự về việc trộn lẫn vaccine. Vào mùa xuân năm 2021, khi hầu hết người Canada bắt đầu tiêm liều thứ nhất và thứ hai, Moderna đã gặp vấn đề về nguồn cung. Trong thời kỳ đó, hầu hết mọi người đều được tiêm chủng Pfizer. Ông bị nói, khi bạn tiêm phòng cúm, hầu hết mọi người sẽ không biết nhà sản xuất thương hiệu là ai. Vì vậy, chúng ta cứ ám ảnh vì những cái tên này, thay vì hiểu rằng vaccine mRNA tương đương với vaccine mRNA. Các hiệu thuốc cũng đang ưu tiên cung cấp các mũi Pfizer cho những người dưới 30 tuổi, mặc dù Bộ Y tế Canada đã phê duyệt thuốc tăng cường Moderna cho tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng, gọi tắt là NACI, chỉ khuyến nghị dùng Moderna cho những người từ 30 tuổi trở lên. NACI cho biết những người trẻ tuổi, thuốc tăng cường Pfizer dẫn tới tỷ lệ viêm cơ thấp hơn đôi chút. Đó là một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine mRNA. Ông Bay cho biết, chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi tuân theo các nguyên tắc đó và chúng tôi sẽ chuyển phần lớn nguồn cung cấp dược phẩm trong 2 tuần tới sang Moderna. Ông nói, tiêm vaccine ngay bây giờ thay vì chờ loại vaccine khác thì hiệu quả hơn nhiều trong việc cung cấp khả năng miễn dịch tốt nhất và tối đa chống lại Omicron. Chúng tôi luôn khuyến nghị mọi người bỏ các nhãn hiệu và nhận loại vaccine có sẵn cho bạn. Do quá tải bởi COVID-19, các bệnh viện ở tỉnh Quebec phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi phải cắt giảm các ca phẫu thuật. Vào mùa hè năm ngoái, một người đàn ông 67 tuổi ở Pierrefonds, tỉnh Quebec, biết tin mình bị dị tật tim bẩm sinh. Các bác sĩ cho biết van tim chính của ông đang bị hở và cần được thay thế. Ông Shalom được lên kế hoạch phẫu thuật vào cuối tháng 1 tại Bệnh viện Royal Victoria ở Montreal, nhưng được biết tuần này phẫu thuật đã bị hoãn vô thời hạn. Thật là kinh hoàng, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Tính mạng của tôi đang bị đe dọa, tôi đâu có đang chờ để phẫu thuật nâng mặt. Đây là cuộc phẫu thuật để cứu mạng tôi. Đối mặt với tình trạng nhập viện gia tăng với COVID-19, tỉnh Quebec và các tỉnh khác, bao gồm cả tỉnh Ontario, một lần nữa ban hành chỉ thị cắt giảm các ca phẫu thuật không khẩn cấp để có giường bệnh và nhân viên. Tuần này, tỉnh Quebec báo cáo hơn 2.000 bệnh nhân nhập viện với COVID-19,
lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tiến sĩ Paul Warshawski là trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Do Thái Jewish General Hospital ở Montreal cho biết, số lượng bệnh nhân trong phòng ICU đang tăng đều đặn trong vài ngày qua. Ông cho biết bệnh viện có thể tạo thêm giường trống nhưng sẽ phải hoãn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa để làm như vậy. Ngay bây giờ, nếu bạn cần phẫu thuật tim, khả năng cao là bạn sẽ không được phẫu thuật. Nếu bạn cần một cuộc phẫu thuật lớn khác, cuộc phẫu thuật của bạn sẽ bị trì hoãn, ông nói. Tiến sĩ Warshawski cũng cho biết các bệnh viện đã buộc phải ưu tiên cho các ca phẫu thuật, nhưng cho đến gần đây họ mới bắt kịp danh sách dài các ca phẫu thuật bị trì hoãn trong những tháng đầu tiên của đại dịch. Nhưng, ông nói, mỗi khi chúng tôi phải đóng cửa các phòng phẫu thuật của mình, danh sách chờ đợi đó lại dài hơn, và những người chờ đợi phẫu thuật đang bị đối xử rất bất công bởi đại dịch này. Trong khi đó thì có 5 ca biến thể ít được biết đến ở Canada, đó là 5 ca biến thể B1640, được biết đến là biến thể IHU. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một biến thể của coronavirus đã gây xôn xao dư luận gần đây, là một biến thể đang được theo dõi kể từ tháng 11 năm 2021, nhưng hiện nó không lây lan rộng rãi. Biến thể này được biết đến là B1640, lần đầu tiên được phát hiện ở một số quốc gia vào tháng 9 năm 2021 và có hai dòng phụ, đó là B1640-1 và B1640-2. B1640-2 được gọi là biến thể IHU sau một nghiên cứu được công bố vào cuối tháng 12 ở Marseille, Pháp, đã thu hút sự chú ý do số lượng lớn các đột biến được phát hiện. 5 trường hợp của biến thể này đã được giải trình tự ở Canada và được chia sẻ trên GSET, 4 trường hợp ở Ontario và 1 trường hợp ở tỉnh Quebec. GSET là nơi cho phép các nhà khoa học trên khắp thế giới nhanh chóng chia sẻ dữ liệu COVID-19, bao gồm cả giải trình tự gene. Trên toàn cầu thì trọng tâm vẫn là biến thể Omicron đã quét qua ít nhất 99 quốc gia với tốc độ chưa từng có. Không giống như biến thể B1640, Omicron cũng mang một số lượng lớn các đột biến đã đẩy các ca nhiễm mới hàng ngày lên mức kỷ lục ở nhiều quốc gia. Hầu hết các trình tự B1640 được báo cáo trên GSET đến từ Pháp với 319, tiếp theo là Cộng hòa Congo với 40 trường hợp. Được biết, biến thể IHU dòng B1640-2 có 46 đột biến. Bạn có bị nhiễm Omicron? Các triệu chứng COVID-19 sau đây là dấu hiệu bạn nên đến bệnh viện. Các phòng cấp cứu đang chứng kiến số lượng lớn người có các triệu chứng của COVID-19. Nhưng các bác sĩ cho biết hầu hết sẽ không cần phải nhập viện. Với Omicron, các triệu chứng nhẹ phổ biến nhất bao gồm sốt 38 độ C trở lên, ho, nghẹt mũi, đau cơ hoặc mệt mỏi, đau đầu và đau họng. Trong thời gian này, triệu chứng mất vị giác và khứu giác dường như ít phổ biến hơn so với các biến thể trước đó. Các bác sĩ khuyên bạn nên nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và dùng acetaminophen hoặc ibuprofen không kê đơn để hạ sốt và đau nhức nếu cần. Bác sĩ bệnh truyền nhiễm Toronto là tiến sĩ Andrew Morris cho biết, khi nào thì bạn nên đến bệnh viện? Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy đến phòng cấp cứu gần nhất hoặc gọi 911. Các dấu hiệu của vấn đề bao gồm khó thở khi bạn đứng lên hoặc di chuyển xung quanh, đau hoặc tức ngực, dần dần cảm thấy không khỏe hoặc khó thở, run hoặc rùng mình, chán ăn, chóng mặt, gục ngã hoặc ngất xỉu, hoặc cảm thấy ốm đến mức không thể chăm sóc cho bản thân. Các triệu chứng khác cần theo dõi, đó là ho nhiều hoặc nặng hơn, lú lẫn, cực kỳ buồn ngủ và lượng oxy thấp. Mức độ oxy trong máu, độ bão hòa oxy, có thể được đo bằng máy đo oxy, là một thiết bị nhỏ kẹp vào ngón tay. Một trong những yếu tố nên đến bệnh viện là khi mức độ oxy của một người bình thường khỏe mạnh bị tụt giảm xuống mức 92%. Hãy tin tưởng vào bản năng của bạn và nếu các triệu chứng xấu đi, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bạn ngay lập tức. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, một số triệu chứng có thể là tín hiệu cho thấy cần được chăm sóc y tế khẩn cấp hơn. Các triệu chứng có thể trông khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi. Người lớn có thể trông mất nước,
khó thở hoặc đau ngực. Họ cũng có thể phàn nàn về chứng chóng mặt. Rất hiếm khi trẻ em hoặc trẻ sơ sinh phát triển bệnh nặng do COVID-19. Nhưng vào thứ Tư, hai bệnh viện nhi ở tỉnh Ontario đã báo cáo rằng kể từ giữa tháng 12, họ đã tiếp nhận tổng cộng 6 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi vì nhiễm COVID-19. Với trẻ em, các dấu hiệu cần lưu ý bao gồm trẻ đột nhiên tỏ ra bối rối hoặc không chịu ăn. Mặt hoặc môi của bé có thể chuyển sang màu xanh. Trẻ có thể không bú được. Những triệu chứng này là dấu hiệu cảnh báo rằng cần được chăm sóc khẩn cấp, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Sarah Reed là bác sĩ cấp cứu nhi khoa tại CHEO ở Ottawa nói rằng tình trạng viêm trong phế quản có thể gây ra tình trạng suy hô hấp mà đứa trẻ có thể cần được hỗ trợ. Các dấu hiệu mà gia đình nên đưa đi chăm sóc y tế ngay lập tức bao gồm các dấu hiệu suy hô hấp, trẻ thở khó hoặc nhanh hơn bình thường và mất nước. Cha mẹ nên bảo đảm trẻ được uống nước một lượng nhỏ mỗi lần nhưng thường xuyên và theo dõi mức độ đi tiểu của trẻ. Một em bé dưới 2 tuổi nên có ít nhất 4 tã ướt trong 24 giờ. Còn một đứa trẻ trên độ tuổi đó sẽ phải đi tiểu 3 lần trong 24 giờ. Theo tiến sĩ Reed cho biết, nếu lượng đi tiểu ít hơn thế là đứa trẻ nên được đưa đi khám bác sĩ. Trẻ buồn ngủ và khó đánh thức cũng vậy. Nếu một đứa trẻ vẫn bị sốt vào ngày thứ 5, chúng nên được khám bệnh để bảo đảm rằng không có dấu hiệu nào khác xảy ra khiến cơn sốt kéo dài. Theo tiến sĩ Reed cho biết, nhân viên bệnh viện ở Windsor, Ontario tìm thấy ivermectin giấu bên trong thú nhồi bông của bệnh nhân COVID-19. Một bệnh nhân COVID-19 đã cố gắng lén đưa thuốc chống ký sinh trùng ivermectin vào bệnh viện vùng Windsor bằng cách giấu nó bên trong một con thú nhồi bông. Giám đốc điều hành của bệnh viện là ông David Musi cho biết khi nhân viên đang thu thập đồ đạc cá nhân của bệnh nhân, nhân viên nhận thấy một vết rạch trên con thú nhồi bông. Bên trong đó có ivermectin. Theo tiến sĩ Gerald Evans, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Queen ở Kingston, tỉnh Ontario, cho biết các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng đây là một phương pháp điều trị khả thi đối với COVID-19. Tiến sĩ Evans nói rằng thực tế là khi ở trong một ống nghiệm, chất này dường như có một số hoạt động. Nhưng kể từ đó, nhiều quan sát trong số đó, nhiều thử nghiệm đều được thực hiện một cách cẩu thả. Trên thực tế thì một số trong số chúng đã bị kết luận lại là sai và vì vậy chúng đã bị loại khỏi các tài liệu đã xuất bản. Khi bạn xem xét phân tích, tất cả những bằng chứng còn lại hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy ivermectin là phương pháp điều trị hiệu quả đối với COVID-19 hay là nó có thể giúp bạn không phải nhập viện hoặc chết vì COVID-19, nó không làm được thế đâu. Tiến sĩ Evans cũng cho biết không có bác sĩ nào lại kê đơn thuốc ivermectin cho người bị COVID-19. Một nghiên cứu mới ở châu Âu cho biết liều tăng cường vaccine COVID-19 giúp vô hiệu hóa Omicron. Các nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur và Viện Nghiên cứu Vaccine ở Pháp cùng với KU Leuven ở Bỉ và Bệnh viện khu vực Orleans, Bệnh viện European Georges Pompidou, Inserm và CNRS cũng ở Pháp đã nghiên cứu độ nhạy của Omicron với kháng thể. Kết quả cho thấy, biến thể Omicron có vẻ kháng với hầu hết các kháng thể đơn dòng hoặc những kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm để chống lại nhiễm trùng, cũng như các kháng thể được tạo ra ở những người được tiêm chủng đầy đủ hai liều của các loại vaccine như là Pfizer và AstraZeneca hoặc những người trước đó đã bị nhiễm COVID-19. Nhưng sau khi tiêm một liều vaccine Pfizer tăng cường hoặc tiêm một liều vaccine duy nhất cho những người đã nhiễm bệnh trước đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể các kháng thể đủ để vô hiệu hóa Omicron. Theo Olivia Swartz là đồng tác giả của nghiên cứu và là người đứng đầu đơn vị miễn dịch và virus tại Viện Pasteur cho biết, bây giờ chúng tôi cần nghiên cứu thời gian bảo vệ của liều vaccine tăng cường này là bao lâu. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 8 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 32.315 ca COVID-19 mới trong ngày thứ Bảy, nhưng một số tỉnh đã không đưa ra báo cáo vào cuối tuần. Tổng số ca COVID-19 của Canada đã tăng lên mức 2.513.410.
hiện có 406.164 ca còn bệnh, tổng số ca tử vong là 30.743 người. Cho đến nay, có hơn 70,9 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 31,8 triệu người, tức là hơn 83,3% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 77,1% dân số đã tiêm hai liều. Có 9,5 triệu người đã tiêm liều thứ ba. 87,6% dân số từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 81,1% đã tiêm hai liều. Trong số các ca nhiễm được báo cáo vào hôm thứ Bảy, tỉnh Saskatchewan ghi nhận có 937 ca nhiễm mới. Ontario thì báo cáo 31 tử vong và 13.362 ca nhiễm mới. Trong khi đó, tỉnh Quebec thì báo cáo có 15.928 ca nhiễm mới và 44 ca tử vong. New Brunswick báo cáo có 421 ca nhiễm mới. Hiện tỉnh này ghi nhận còn 1.234 ca bệnh. Tỉnh Nova Scotia thì báo cáo 1.145 ca nhiễm mới. Đảo PEI báo cáo 110 ca bệnh mới. Newfoundland báo cáo có thêm 412 ca bệnh mới. Những người thuê nhà cao tuổi bị tăng giá thuê lên 43% với thời gian báo trước quá ngắn. Những người thuê của một chung cư ở New Brunswick bao gồm số cư dân cao tuổi đang phải đối mặt với việc tăng giá thuê hai con số mà một chủ nhà mới đang cố gắng áp đặt nhanh gấp đôi so với mức cho phép của New Brunswick. Irene Murphy, 82 tuổi, đã sống trong tòa nhà 45 căn tại số 35 McKnight Street ở phía bắc của Fredericton trong 10 năm qua. Bà nhận được một lá thư vào ngày 31 tháng 12 và báo rằng tiền thuê nhà của bà sẽ tăng thêm $390 lên $1,300 một tháng và bắt đầu tính vào ngày 1 tháng 4. Đó là mức tăng 43% mà bà Murphy cho biết bà và một số người hàng xóm, những người nhận được thông báo tương tự, không thể đủ khả năng để trả tiền. Bà Murphy nói, ôi trời, họ đang rất thất vọng. Bởi vì rất nhiều người trong số họ đang sống nhờ lương hưu cho tuổi già và trợ cấp Canada cho một số người, và vì vậy họ không có nhiều thu nhập. Một hàng xóm của bà sống trong cùng tòa nhà cho biết rằng việc tăng tiền thuê nhà sẽ khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Cô ấy nói với tôi hôm qua rằng thời điểm cô ấy trả mọi thứ và cô ấy phải trả với việc tăng tiền thuê này, và tất cả đó chưa kể các hàng tạp hóa, cô ấy sẽ còn lại $85. Hàng ngàn người bị mất điện sau khi cơn bão mùa đông quét qua Nova Scotia. Hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện hôm thứ Bảy sau khi một cơn bão mùa đông mạnh quét qua Nova Scotia. Cơn bão xoáy đầu tiên của năm 2022 bắt đầu vào ngày thứ Sáu, làm rơi từ 5 cho tới 45cm tuyết ẩm trên khắp tỉnh suốt cả ngày và đêm qua, kèm theo gió giật từ 70 cho tới 100km/h. Nhà khí tượng học Ryan Snorton của CBC cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy các khu vực phía bắc của tỉnh nhận nhiều tuyết nhất với 45cm tuyết rơi ở Wentworth. Một số khu vực phía bắc Cape Breton vẫn đang được cảnh báo mùa đông và dự kiến sẽ có thêm 5cm tuyết kèm theo gió lớn. Đến tối thứ Sáu thì những cơn gió lớn và tuyết rơi dày đặc đã làm mất điện cho khoảng 66.000 khách hàng của Nova Scotia Power. Số lần mất điện giảm đều vào thứ Bảy, nhưng vẫn còn khoảng 23.000 khách hàng chưa có điện trên toàn tỉnh vào lúc 1:45. Theo bản đồ cúp điện của Nova Scotia Power, hầu hết các sự cố mất điện đều nằm trong thành phố ở khu vực Halifax, Annapolis Valley và các khu vực dọc theo bờ biển Vịnh Fundy. Matt Rover, người phụ trách cơn bão của Nova Scotia Power, cho biết khoảng 400 công nhân đang khôi phục điện vào ngày thứ Bảy. Ông cho biết các đội đã tìm thấy một vài cột điện bị gãy, nhưng phần lớn sự cố mất điện là do tuyết dày đè lên các cành cây và rồi đè xuống các đường dây điện. Theo bản tin cho hay, đến 11 giờ sáng thì 84% tổng số khách hàng bị mất điện đã được phục hồi. Và ông hy vọng hầu hết tình trạng mất điện sẽ được khôi phục vào lúc 11 giờ tối thứ Bảy. Vì sao một vài tôn giáo lại đang suy giảm ở Canada nhanh hơn bao giờ hết? Tín ngưỡng tôn giáo ở Canada đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Với dữ liệu được công bố gần đây từ cơ quan thống kê Statistics Canada cho thấy, chỉ 68% người Canada từ 15 tuổi trở lên có tín ngưỡng tôn giáo. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 70%
kể từ khi cơ quan StatCan bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1985. Điều quan trọng cần lưu ý là sự sụt giảm này không diễn ra với tất cả tôn giáo. Số lượng người Hồi giáo, Đạo Sikh, Phật giáo và Ấn Độ giáo đang tăng lên. Và cơ quan StatCan dự đoán số lượng người Canada báo cáo không theo đạo Thiên Chúa, tức là non-Christian, có thể tăng gấp đôi vào năm 2036. Theo Global News, tuy nhiên, Thiên Chúa giáo Christianity đang suy giảm mạnh. Năm 2011, có 67,3%, tức là khoảng 22,1 triệu người ở Canada cho biết họ có liên kết với một tôn giáo Thiên Chúa giáo. Vào năm 2019, con số đó đã giảm xuống còn 63,2%. Công giáo Catholicism là giáo phái lớn nhất của Canada, hiện chiếm 32% người Canada trên 15 tuổi, đã giảm so với 46,9% vào năm 1996. Sự sụt giảm thậm chí còn bấp bênh hơn đối với các nhà thờ Anh giáo và United của Canada. Nhưng thật khó để bỏ qua nhân khẩu học của Hội Thánh là phần lớn trong số họ đã có mái tóc bạc. Dữ liệu của Thống kê Canada xác nhận khoảng cách thế hệ, phát hiện ra rằng tỷ lệ theo tôn giáo là 85% ở những người Canada lớn tuổi, sinh từ năm 1940 đến năm 1959, so với 32% ở những người sinh từ 1980 đến 1999. Các bác sĩ và các nhà nghiên cứu cho rằng rượu nên có nhãn cảnh báo về ung thư. Những người ủng hộ dán nhãn cảnh báo lên các chai rượu muốn người Canada hiểu rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các loại ung thư có thể phòng ngừa được. Điều này không phải là một bí mật. Rất ít người Canada biết sự thật và có thể ít người muốn nghe điều đó. Rượu, bất kể số lượng, đều có thể gây ung thư. Không có một số lượng an toàn nào cả và những lời kêu gọi người dân Canada ngày càng gia tăng. Theo ông Tim Stockwell, là một nhà khoa học cấp cao của Viện Nghiên cứu Các chất tại Đại học Victoria ở Canada cho biết, ngay cả khi uống một ly mỗi ngày cũng làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm nếu bạn là phụ nữ thì là ung thư vú, mà còn cả ung thư hệ tiêu hóa, miệng, dạ dày. Rủi ro tăng lên với mỗi ly mà bạn uống. Rượu đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm 1 carcinogen, tức là chất gây ung thư cho người, trong nhiều thập kỷ. Nó được xếp cùng hàng với thuốc lá và emian, tức là asbestos, là sợi khoáng chất không thể phá hủy. Rượu cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư có thể phòng ngừa được, đứng sau hút thuốc và béo phì. Nhưng đại đa số người dân Canada không biết về rủi ro. Ông Stockwell muốn thay đổi điều đó và ông cũng như các chuyên gia y tế khác đang vận động dán nhãn cảnh báo ung thư trên hộp đựng rượu. Ông nói, mọi người cần biết rằng, mặc dù có các yếu tố di truyền và lối sống khác góp phần vào sự phát triển ung thư, nhưng mỗi ly rượu đều đi kèm với rủi ro. Nguy cơ từ rượu, liều lượng càng lớn và thường xuyên, nguy cơ của bạn càng cao, ông nói. Cô Kathy Andrews không biết rằng, loại rượu mà cô thưởng thức hầu hết các đêm trước khi mang thai lại nguy hiểm, cư dân Vancouver này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2016. Theo Viện Nghiên cứu Sử dụng Chất Gây Nghiện Canada, chỉ khoảng 25% người uống rượu ở Canada biết rằng rượu có thể gây ra ung thư. Chỉ riêng ở Canada, rượu có liên quan đến 7.000 ca ung thư mới trong năm 2020. Doanh số bán rượu tăng vọt kể từ khi đại dịch bắt đầu, gây ra lo ngại về sự gia tăng sắp xảy ra trên toàn cầu về các trường hợp ung thư liên quan. Các chuyên gia cho biết, rủi ro luôn có nhưng rất dễ bị bỏ qua, vì việc uống rượu bia đã được bình thường hóa và được tôn vinh như là một hình thức thư giãn và một phần thưởng. Theo tiến sĩ Fawad Aibor, một bác sĩ ung thư bức xạ tại Trung tâm Ung thư khu vực Durham ở Oshawa của tỉnh Ontario cho biết, COVID sẽ kết thúc, đúng vậy, nhưng ung thư sẽ tiếp tục và sẽ có nhiều ca ung thư hơn vì mọi người đang uống nhiều hơn. Tiến sĩ Aibor cho biết, ngay cả trong số các bệnh nhân ung thư của mình, quan niệm vẫn tồn tại rằng tiêu thụ một lượng rượu vừa phải có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Ông Aibor cho biết các nghiên cứu đề xuất lợi ích sức khỏe phần lớn đã bị vạch trần là sai, nhưng chúng vẫn tiếp tục được lưu hành, làm tăng thêm sự nhầm lẫn và hiểu lầm chung.
Và ông nói rằng, bất chấp những gì các nghiên cứu đó tìm ra, nó không phủ nhận thực tế là rượu có thể gây ung thư và mọi người nên nhận thức được nguy cơ đó. Một bác sĩ tình cờ phát hiện một người đàn ông bị ung thư da khi tiêm vaccine COVID-19. Chuyến đi của một người đàn ông ở London, Ontario tới phòng tiêm vaccine COVID-19 dường như đã cứu mạng của ông ấy. Vì khi bác sĩ tiêm vaccine cho ông thì tình cờ phát hiện ông ấy mắc bệnh ung thư da. Tiến sĩ Jessica Hunter Orange, một bác sĩ gia đình ở London, Ontario, đang trong ca tiêm chủng hàng loạt tại Agriplex vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Khi ấy thì cô tình cờ phát hiện một nốt ruồi đáng lo ngại trên cánh tay của một người đàn ông. Khi ông ấy ngồi xuống và xắn tay áo lên, cô có thể nhận ra ngay có điều gì đó không ổn. Một nốt ruồi gần phía sau bả vai của ông ấy có hình dị dạng và có màu pha giữa màu đen, nâu sẫm và một chút đỏ. Bạn không cần phải có kinh nghiệm về da liễu để biết có vấn đề. Và cô nói, tôi biết ngay, đó là u ác tính. Thật may cho bệnh nhân này, tiến sĩ Hunter Orange là một bác sĩ gia đình ở London và chuyên khoa về bệnh da liễu. Tiến sĩ Hunter Orange cho biết cô ấy thấy bệnh nhân ung thư hắc tố đến khám hàng tuần, vì vậy cô rất rành về những dấu hiệu này. Cô cho biết bệnh nhân đã đến gặp bác sĩ da liễu vào tuần sau đó và bác sĩ ấy đã xác nhận những nghi ngờ của cô, đó là ung thư. Sau khi tẩy nốt ruồi và làm thủ thuật thứ hai để bảo đảm hết ung thư, bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn và cho biết ông ấy đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Các công ty Canada ở nước ngoài bị điều tra vì tham nhũng. Các nhà điều tra chống tham nhũng của Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết họ đang điều tra các hành vi mang tính mờ ám của một số công ty Canada hoạt động tại khu vực ở châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ. Lực lượng cho biết các công ty liên quan tới khai thác mỏ, cơ sở hạ tầng, hàng không, đường sắt, kỹ thuật và công nghệ đều dễ bị tham nhũng, chẳng hạn như trả hối lộ để bảo đảm hợp đồng. Đây là tất cả những lĩnh vực có nguy cơ theo trung sĩ Stephanie Russell, là nhân viên phụ trách về chống tham nhũng ở nước ngoài. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra các hành vi sai trái, vi phạm đạo luật về tham nhũng của công chức nước ngoài của Canada cho phép RCMP tính phí các cá nhân hoặc là các tập đoàn trong các trường hợp có mối liên hệ đáng kể với Canada. Trung sĩ Russo hy vọng các công ty Canada nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành vi bất hợp pháp ở nước ngoài. Lực lượng có một thông điệp quan trọng khác đối với các công ty Canada. Nếu họ phát hiện ra hành vi sai trái có thể xảy ra trong một hoạt động của mình, thì hãy thông báo cho RCMP về điều đó. Cảnh sát nói rằng các công ty hiện đã có thêm động lực để làm như thế. Luật liên bang được thông qua vào năm 2018 đã cung cấp cho các công tố viên một công cụ được gọi là thỏa thuận khắc phục hậu quả để đối phó với một loạt tội phạm kinh tế doanh nghiệp, với ý tưởng là buộc các tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái, trong khi các nhân viên, cổ đông và những người khác không làm gì sai trái sẽ tránh một số hệ lụy từ việc kết án hình sự. Công ty sẽ phải nhận trách nhiệm về những hành vi sai trái, trả một khoản phạt tài chính, áp dụng các biện pháp tuân thủ để ngăn chặn sự tái diễn và thực hiện các khoản bồi thường cho các nạn nhân. Các dấu hiệu thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi ở Canada vào đầu năm 2022. Toàn bộ Canada sẽ phải đối phó với cực kỳ lạnh giá, tuyết và gió lớn trong ít nhất là tháng Giêng do nhiệt độ lạnh hơn bình thường diễn ra. Cơ quan môi trường Canada đã đưa ra một số cảnh báo cho nhiều vùng khác nhau của Canada. Cảnh báo về giá rét nghiêm trọng, tuyết rơi và sấm sét. Ngay cả khu vực Greater Lakes ở miền Nam Ontario và Quebec, nơi chưa có nhiều thời tiết mùa đông, sẽ chứng kiến một số đợt không khí lạnh nhất trong khoảng 3 mùa đông gần đây, theo nhà khí tượng Anthony Furno. Ông Furno cho biết rằng mùa đông bắt đầu rất nhẹ nhàng trên khắp Canada, nhiệt độ khá ôn hòa. Nhưng kể từ Giáng sinh và kỳ nghỉ năm mới thì thời tiết thay đổi nhiều. Ông giải thích những sự kiện này đang diễn ra thường xuyên hơn và biến đổi khí hậu là một trong những lý do cho điều đó. Theo cơ quan thời tiết, kể từ thứ Sáu, một khu vực ở Ontario có thể sẽ có một đợt gió lạnh kéo dài tới sáng sớm thứ Bảy. Ở Quebec, một lượng không khí bắc cực trong khu vực sẽ khiến cho giá trị gió lạnh xuống tới âm 48 độ C qua đêm. Nhiệt độ vào sáng thứ Bảy cũng sẽ đặc biệt lạnh, với cơ quan môi trường Canada cảnh báo về nguy cơ tăng cao đối với sức khỏe như là frostbite và hạ thân nhiệt.
khi nhiệt độ giảm ở phía đông thì chúng tôi cũng có một cơn bão lớn này ở trên bờ biển của phía đông. Với lượng tuyết rơi ở các khu vực của New Brunswick, PEI và Nova Scotia có thể đạt tới 50cm hoặc nửa mét, ông Fennell nói. Nova Scotia cũng đang có tuyết rơi dày kèm theo tuyết thổi mạnh, với điều kiện dự kiến sẽ được cải thiện vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, thì một cơn bão mùa đông lớn ở bờ biển phía Tây không chỉ mang theo lượng tuyết lớn đến Vancouver và Victoria vào ngày thứ Sáu, mà còn mang theo một cơn bão mưa đóng băng Freezing Rain Storm đến các khu vực của thung lũng Fraser. Những nơi lạnh nhất trong tuần qua là các nơi ở phía Tây Alberta và Saskatchewan, nhưng sẽ ôn hòa hơn nhiều vào tuần tới. Thành phố Edmonton triển khai chiến lược đuổi chó sói đồng cỏ khi ngày càng có nhiều con dạng dĩ thoải mái xuất hiện ở thành thị. Ở các thành phố xung quanh Canada và trên khắp Bắc Mỹ, các con chó sói đồng cỏ, coyotes, đã trở nên khá dạng dĩ thoải mái xuất hiện ở những khu vực thành thị. Mọi người ngày càng quan tâm nhiều hơn. Vào năm 2021, có nhiều bản tin về các cuộc tấn công của chó sói đồng cỏ ở Vancouver và Calgary. Tuy nhiên, ở Edmonton, có một nhóm đang sử dụng một chiến thuật để giữ cho sói đồng cỏ, sợ hãi con người, để cố gắng ngăn chặn những tương tác không mong muốn giữa hai loài. Theo Colin St. Clair, là giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Alberta và là người đứng sau dự án Edmonton Urban Coyote, dự án bắt đầu từ năm 2009, nghiên cứu về sói đồng cỏ, bao gồm cả chế độ ăn uống và hành vi, đồng thời cũng tham gia vào việc chăn thả gia súc để hỗ trợ sự chung sống hòa bình giữa các loài. Kể từ tháng 12 năm 2020, có 45 người đã báo cáo bị sói đồng cỏ cắn ở công viên Stanley của Vancouver. Vào năm 2021, 11 con sói đồng cỏ hung hãn đã bị giết, khiến số lượng các cuộc tấn công giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có mong muốn về các phương pháp điều hòa lại sói đồng cỏ mà không gây chết, mà chiến lược là để chúng không quan tâm đến con người. Ở thành phố Edmonton, điều này đang được thực hiện bởi các nhóm tình nguyện viên, lưu động, dẫn đầu bởi những sinh viên tốt nghiệp của giáo sư St. Clair. Họ trang bị còi hơi, lon thiết chứa đầy tiền xu và quả bóng tennis chất đầy cát, quấn trong băng keo để làm hoảng sợ, để xua đuổi các con chó sói đồng cỏ không được chào đón này, nếu chó sói đồng cỏ để con người tiếp cận trong vòng 40 mét. Giáo sư St. Clair nói, chúng tôi đang bắt chước một loại chương trình đã hoạt động trong các công viên quốc gia dành cho gấu nói riêng và nai sườn tấm trong một vài thập kỷ. Cô cho biết, các chiến lược tương tự đã được con người sử dụng trong nhiều thế kỷ để xua đuổi những con chó sói săn mồi. Cô đã tự mình làm điều đó 3 lần và mỗi lần chạm trán với sói đồng cỏ, chúng đều sợ hãi và không xuất hiện lại trong khu vực đô thị trong nhiều tháng. Chiến thuật này là một quá trình học tập, làm cho các con sói đồng cỏ được dạy để liên kết con người với sự sợ hãi. Và sau đó hy vọng là chúng sẽ trở nên cảnh giác hơn, sợ hãi hơn xung quanh tất cả mọi người, không chỉ những người đang cầm quả bóng tennis. Cô St. Clair nói, và theo cách đó, cư dân ở các khu vực lân cận sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù không có ước tính chắc chắn về số lượng sói đồng cỏ sống ở Edmonton, cô St. Clair ước tính có lẽ từ 500 đến 1.000 con. Có vẻ như mọi người đang báo cáo nhiều sói đồng cỏ hơn những năm trước và báo cáo rằng chúng táo bạo hơn. Edmonton là một thành phố có mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên. Thung lũng sông phía bắc North Saskatchewan River chia đôi thành phố, và ngoài 160 km đường mòn đi xe đạp và chạy bộ và 20 công viên được chỉ định, khu vực này phần lớn được để tự nhiên. Đây là công viên đô thị lớn nhất ở Canada, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Thỉnh thoảng thì một con gấu lại tìm cách đi lang thang vào thị trấn. Thỉnh thoảng có báo cáo về việc nhìn thấy báo sư tử và có rất nhiều sói đồng cỏ. Vì sao bạn không nên bao giờ gọi lại cho một số điện thoại lạ? Điều này đã xảy ra với tất cả chúng ta. Bạn nhìn vào điện thoại của mình và nhận thấy một cuộc gọi nhỡ từ một số trông quen thuộc, nhưng lại không có trong danh bạ của bạn. Bản năng đầu tiên của mình có thể là gọi lại và xem đó là ai, nhưng đó là điều cuối cùng bạn nên làm.
Bạn có thể cho rằng việc gọi lại là an toàn vì một số tình cờ đến từ mã vùng của bạn. Liệu có phải bác sĩ của bạn không? Hay hiệu trưởng của con bạn? Một người hàng xóm? Thật không may, câu trả lời có lẽ là không phải ai trong số đó. Theo Adam Levine, người sáng lập CyberScout, là tác giả một cuốn sách về phòng trộm, cho biết những kẻ lừa đảo rất giỏi trong việc giả mạo số điện thoại cho mục đích nhận dạng người gọi. Ông nói, vì vậy, chỉ vì một số có chung mã vùng của bạn không có nghĩa là người này gọi đến từ thị trấn của bạn. Kẻ gian cố tình sử dụng mã vùng quen thuộc để lấy lòng tin của bạn. Mọi người rất tò mò và họ tin tưởng rằng có thể đã bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng. Điều ít tồi tệ nhất có thể xảy ra là trả lời điện thoại hoặc gọi lại khiến bạn dễ bị lừa đảo hơn trong tương lai. Theo Eva Velasquez, là giám đốc điều hành và chủ tịch của Identity Theft Resource Center, cho biết, khi bạn gọi lại, bạn không chỉ xác minh rằng số được gắn với một người thực, mà bạn còn chứng tỏ rằng bạn sẵn sàng gọi lại một số mà không xác định. Điều này khiến bạn có nguy cơ bị những kẻ lừa đảo gọi lại vào một thời điểm khác và cố gắng lừa đảo bạn bằng một mưu đồ khác. Và tệ nhất, những kẻ lừa đảo có thể thuyết phục bạn cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như là số thẻ tín dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho đầu dây bên kia, cuộc gọi đó có thể khiến bạn mất một khoản tiền lớn. Các con số đôi khi được kết nối với các đường dây tình dục, tính phí theo phút và nó tăng lên nhanh chóng. Ông Levin nói, bạn đang trả $17 trong phút đầu tiên và $9 và thay đổi mỗi phút sau đó. Nói chung là bạn nên bỏ qua một số lạ và quên nó đi. Bà Velasquez nói, mọi tin tức quan trọng sẽ được để lại trong thư thoại của bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận ngay cả khi người đó có để lại tin nhắn. Giống như những kẻ lừa đảo có thể đóng giả là một công ty phát hành thẻ tín dụng khi bạn trả lời, chúng cũng có thể để lại một thư thoại mà nghe có vẻ quan trọng. Vì vậy, nếu ngân hàng của bạn để lại thư thoại, đừng chỉ gọi lại cho số từ cuộc gọi nhỡ. Hãy tìm số chính thức ở trên mạng và gọi cho số đó. Theo ông Levin gợi ý, đừng bao giờ tin tưởng mà hãy luôn xác minh lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Và cũng xin mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại culturemagazine.com để đọc thêm các bản tin và các bài viết khác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vừa rồi là bản tin trong nước. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Xảy ra đầu tiên trên thế giới, một người đàn ông Thụy Điển được cứu bằng máy khử rung tim bằng máy bay không người lái sau cơn đau tim. Ít nhất 7 người đã tử vong sau khi vách đá ở Brazil sập xuống các thuyền. 22 người thiệt mạng khi bị kẹt trong xe lạnh giá khi đi du lịch ngắm tuyết ở Pakistan. Một giáo viên ở Texas, Hoa Kỳ bị bắt vì nhốt con trai bị COVID-19 dương tính trong cốp xe. Omicron tăng vọt đẩy số ca nhập viện COVID-19 ở Mỹ lên mức cao kỷ lục. Các cố vấn của chính phủ Vương quốc Anh khuyến cáo không nên tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư. Những người biểu tình chống vaccine nói với Tổng thống Macron của Pháp, chúng tôi sẽ chọc tức ông. Giám đốc ngân khố Úc xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi số ca hàng ngày tăng hơn 100.000 ca. Sức mạnh mạng Bitcoin sụt giảm khi cuộc đàn áp ở Kazakhstan tấn công các thợ đào tiền điện tử. Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt hàng loạt quan chức Mỹ trước vụ việc tướng Soleimani bị ám sát vào năm 2020. Cửa khẩu Việt-Trung xuất nhập khẩu ngưng trệ, tiểu thương điêu đứng. Tại Thiền Am, 4 người bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Một người đàn ông Thụy Điển được cứu bằng máy khử rung tim bằng máy bay không người lái. Lần đầu tiên trên thế giới, một chương trình máy bay không người lái, drone, đã được ghi nhận là đã cứu sống một người đàn ông ở Thụy Điển sau khi nó đưa máy khử rung tim đến nhà ông khi ông bị đau tim vào tháng trước. Người đàn ông 71 tuổi đã ngã gục khi đang xúc tuyết bên ngoài ngôi nhà của mình ở Trollhättan vào ngày 9 tháng 12
và bác sĩ chăm sóc cấp cứu là bác sĩ Mustafa Ali tình cờ đi ngang qua, nhận thấy người đàn ông trên mặt đất qua cửa kính xe hơi. Bác sĩ Ali đã vội vã đến giúp và bắt đầu hô hấp nhân tạo sau khi xác định ông không còn mạch. Theo hãng truyền thông địa phương VGR Focus và được xác nhận từ một phát ngôn viên khu vực, bác sĩ Ali đã yêu cầu một người khác gọi đến số điện thoại khẩn cấp của Thụy Điển và thông báo rằng nghi ngờ có trường hợp bị ngừng tim. Trong khi chờ xe cấp cứu đến, bác sĩ Ali tiếp tục hô hấp nhân tạo cho đến khi anh nhìn thấy thứ gì đó bay trên đầu của mình. Hóa ra đó chính là máy bay không người lái, drone, đã đưa xuống máy khử rung tim cho anh. Bác sĩ Ali đã có thể sử dụng máy khử rung tim để khởi động lại tim mạch của người đàn ông này trước khi đội xe cấp cứu đến và đưa ông ta đến bệnh viện. Người đàn ông này đã bình phục hoàn toàn và trở về nhà. Theo thông cáo báo chí từ nhà sản xuất máy bay không người lái Everdrone, thời gian từ khi báo động ban đầu đến khi máy bay không người lái vào máy chỉ hơn 3 phút. Máy bay không người lái này là một phần của dịch vụ cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp trên không của Everdrone, là một chương trình thử nghiệm đang được chạy ở một số vùng nhất định của Thụy Điển kể từ tháng 4 năm 2021, để tự động điều động máy bay không người lái mang máy khử rung tim đến các sự kiện bị tim nghi ngờ và là chủ đề của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch châu Âu. Theo Region Vastra Gotland, khoảng 10.000 người bị ngừng tim ở bên ngoài bệnh viện mỗi năm ở Thụy Điển, với tỷ lệ sống sót thấp là 1 trên 10. Chương trình này là một nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề thời gian chờ đợi các dịch vụ cấp cứu đến các trường hợp bị bệnh tim, nơi mà mỗi phút đều rất quan trọng đối với sự sống còn. Everdrone cho biết chương trình bay không người lái này hiện đang phục vụ khoảng 200.000 cư dân ở Thụy Điển và dự kiến sẽ mở rộng ra nhiều địa điểm hơn ở châu Âu trong năm 2022. Đây là một tin lạc quan cho năm 2022, phải không quý vị? Có ít nhất 7 người tử vong sau khi vách đá ở Brazil sập xuống các thuyền. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi một phần của vách đá sập xuống những chiếc thuyền đang thư giãn trên hồ Brazil. 3 người khác mất tích và 32 người bị thương sau vụ tai nạn ở phía đông nam đất nước. Video loan truyền trực tuyến cho thấy khoảnh khắc tảng đá tách ra khỏi mặt vách đá khi những người nhìn thấy cố gắng hét lên, cảnh báo cho những chiếc thuyền bên dưới. Ít nhất một trong những chiếc thuyền dường như đã bị chìm, trong khi những chiếc khác cố gắng thoát ra ngoài. Vụ sập thuyền xảy ra vào lúc 11 giờ địa phương, sau những ngày mưa ở bang Minas Gerais, khiến các vách đá dễ bị sập hơn, các quan chức cứu hỏa địa phương nói với các phóng viên. Trung úy Pedro Ahera nói với các phóng viên rằng, 3 chiếc tàu đã bị đá rơi vào. Trong số 32 người bị thương, có 9 người phải nhập viện. Các thợ lặn và máy bay trực thăng đang tìm kiếm trên và trong nước để tìm thêm bất kỳ người nào sống sót. 22 người bị thiệt mạng khi bị kẹt trong xe lạnh giá khi đi du lịch ngắm tuyết ở Pakistan. Các quan chức Pakistan hôm thứ Bảy cho biết ít nhất có 22 du khách đã thiệt mạng khi nhiệt độ giảm xuống còn âm 8 độ C. Trong trận tuyết rơi dày đặc ở miền Bắc Pakistan, nơi hàng ngàn người đã đổ xô tới đây để thưởng thức khung cảnh tuyết. Trong số 22 người thiệt mạng đó bao gồm 10 người đàn ông, 10 trẻ em và 2 phụ nữ. Họ đã thiệt mạng trong tình trạng hạ thân nhiệt sau khi mắc kẹt trong nhiều giờ do tuyết rơi dày 4 feet qua một đêm. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết hàng ngàn phương tiện đã phải di chuyển khỏi tuyết, nhưng vẫn còn hơn 1.000 phương tiện vẫn bị mắc kẹt trong khu vực hôm thứ Bảy. Trên Twitter, Thủ tướng Pakistan đã tweet rằng ông rất sốc trước những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ông đã đổ lỗi cho mọi người vì đã không kiểm tra tình hình thời tiết. Thị trấn nghỉ mát Murray cách thủ đô Islamabad 25 dặm, tức là khoảng 45 km về phía Bắc, có hơn 1 triệu du khách tới tham quan hàng năm. Các con đường vào khu vực thường bị tuyết chặn vào mùa đông. Truyền thông địa phương cho hay một giáo viên Mỹ đã bị bắt sau khi bị cáo buộc nhốt con trai của mình mà bị dương tính với COVID-19 trong cốp xe hơi để bảo vệ bản thân khỏi bị phơi nhiễm với virus khi cô lái xe đến một địa điểm xét nghiệm.
Sarah Beam, 41 tuổi, được cho là đã gây ra nguy hiểm cho một đứa trẻ. Một nhân chứng đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng ai đó trong cốp xe vào ngày 3 tháng 1 tại địa điểm ở quận Harris, bang Texas, Hoa Kỳ, theo click2houston.com. Cô giáo này đã mở cốp xe để lộ cậu bé đang nằm bên trong. Cô Beam cho biết cậu con trai 13 tuổi của cô đã có kết quả dương tính với COVID-19 và cô đang đưa cậu bé đến địa điểm sân vận động Pritchin để làm một cuộc xét nghiệm khác nhằm xác nhận lại kết quả, theo truyền thông địa phương đưa tin. Theo báo cáo thì cô cho biết đã đặt cậu thiếu niên vào cốp xe hơi vì không muốn bản thân bị lây bệnh. Một nhân viên y tế nói với cô ấy rằng sẽ không có xét nghiệm coronavirus cho đến khi cậu bé này được phép ngồi ở ghế sau của xe hơi, theo ABC đưa tin. Cô Beam làm giáo viên tại trường trung học Cypress Falls từ năm 2011, nhưng hiện đã bị cho nghỉ việc. Sở cảnh sát Cypher ISD cho biết, cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, dẫn đến việc ra lệnh bắt giữ. Rất may là đứa trẻ không bị tổn hại. Trung sĩ Richard Standifer thuộc Bộ An toàn Công cộng bang Texas nói với đài truyền hình địa phương rằng cậu bé có thể bị thương nặng nếu xe va chạm. Ông nói, tôi chưa bao giờ nghe nói về việc ai đó được cho vào cốp xe vì họ có kết quả dương tính với bất cứ thứ gì. Liên quan đến tình hình COVID-19, Omicron tăng vọt đẩy số ca nhập viện COVID-19 ở Mỹ lên mức cao kỷ lục. Theo thống kê của Reuters, số ca nhập viện COVID-19 ở Hoa Kỳ đã lên mức cao mới, vượt qua kỷ lục thiết lập vào tháng Giêng năm ngoái khi biến thể Omicron rất dễ lây lan thúc đẩy số ca nhiễm trùng tăng đột biến. Số ca nhập viện đã tăng đều đặn kể từ cuối tháng 12, khi Omicron nhanh chóng vượt qua Delta để trở thành biến thể thống trị ở Hoa Kỳ. Mặc dù các chuyên gia cho rằng Omicron có thể sẽ ít gây chết người hơn so với các biến thể trước đó, tuy nhiên các quan chức y tế đã cảnh báo số lượng các ca nhiễm trùng do Omicron gây ra đang gây căng thẳng cho các bệnh viện. Một số bệnh viện đang phải vật lộn để theo kịp dòng bệnh nhân vì nhân viên của họ bị ốm. Hoa Kỳ đã báo cáo 662.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm, tổng số ca nhiễm COVID-19 cao thứ tư hàng ngày của Hoa Kỳ, chỉ 3 ngày sau khi kỷ lục gần 1 triệu người đã bị nhiễm bệnh, theo thống kê của Reuters. Số ca nhập viện COVID-19 của Hoa Kỳ đã lên mức 123.000 người. Số tử vong ổn định ở mức khoảng 1.400 tử vong một ngày, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của năm ngoái. Các ca bệnh gia tăng đã buộc các hệ thống bệnh viện ở gần một nửa số bang của Hoa Kỳ phải hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn, phản ánh sự căng thẳng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Một số bác sĩ và y tá bày tỏ sự thất vọng trước sự gia tăng của số bệnh nhân không được tiêm chủng. Họ nói rằng họ không thể hiểu tại sao một người nào đó lại phớt lờ lời khuyên của bác sĩ để đi tiêm phòng, nhưng sau đó lại tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia y tế khi bị bệnh COVID-19. Tiến sĩ Hassan Kohli là chủ nhiệm khoa chăm sóc sức khỏe quan trọng tại Trung tâm Y tế Hàn Lâm cho biết, 90% bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đang được trợ thở máy tại phòng khám Cleveland chưa được tiêm chủng, trong khi nhiều hệ thống trường học đã tuyên bố sẽ tiếp tục giảng dạy trực tiếp. Một số đã phải đối mặt với việc đóng cửa khi các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng. Trong một cuộc chiến pháp lý được giám sát chặt chẽ về các lệnh, các thẩm phán bảo thủ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đặt câu hỏi về lệnh yêu cầu xét nghiệm hoặc vaccine của Tổng thống Joe Biden đối với các doanh nghiệp lớn, nhưng dường như dễ chấp nhận hơn đối với lệnh này áp đặt cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe vào thời điểm mà gia tăng bệnh nhiễm trùng COVID-19. New York sẽ trở thành bang đầu tiên bắt buộc tiêm nhắc lại cho các nhân viên y tế, trong khi chờ sự chấp thuận của Hội đồng lập kế hoạch y tế của tiểu bang. Các cố vấn của Vương quốc Anh khuyến cáo không nên tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ tư. Các cố vấn chính phủ của Vương quốc Anh đã khuyến cáo không nên tiêm chủng vaccine thứ tư của vaccine COVID-19 cho người ở nhà dưỡng lão, những người trên 80 tuổi, bởi vì theo dữ liệu cho thấy, mỗi vaccine thứ ba là giúp bảo vệ lâu dài trước khi tình trạng nhập viện. Đối với những người trên 65 tuổi, khả năng bảo vệ khỏi nhập viện vẫn ở mức khoảng 90% sau liều vaccine thứ ba.
đó là theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh tổng hợp. Do đó thì Ủy ban Hỗn hợp và Tiêm chủng hôm thứ Sáu đã khuyến cáo chính phủ rằng họ không cần thiết phải cung cấp liều vaccine thứ tư. Thay vào đó thì chính phủ nên tập trung vào việc tiêm liều thứ ba cho càng nhiều người càng tốt để tăng cường bảo vệ chống lại biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Vương quốc Anh hiện đang gấp rút trong việc cung cấp các mũi tiêm nhắc lại cho người lớn trên khắp đất nước sau khi nghiên cứu cho thấy rằng hai liều vaccine không đủ hiệu quả để bảo vệ mọi người khỏi Omicron và biến thể này đã thúc đẩy sự gia tăng số ca nhiễm và nhập viện ở Anh. Sự vắng mặt ngày càng gia tăng của nhân viên tại các bệnh viện ở Vương quốc Anh đã khiến cho quân đội phải hỗ trợ đội ngũ y tá, bác sĩ. Hơn 39.000 nhân viên tại các bệnh viện ở Anh đã nghỉ việc vì những lý do liên quan tới COVID-19 vào ngày 2 tháng Giêng, tăng 59% so với tuần trước. Tại Vương quốc Anh, số người tử vong vì COVID-19 đã vượt quá 150.000 người. Số người chết được ghi nhận chính thức ở Vương quốc Anh do đại dịch COVID-19 đã vượt trên mốc 150.000 người, tính đến thứ Bảy. Số liệu của chính phủ cho thấy, sau một làn sóng kỷ lục, các ca nhiễm biến thể Omicron gây ra. Khoảng 313 trường hợp tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm COVID-19 dương tính đã được báo cáo vào thứ Bảy, nâng tổng số ca tử vong lên 150.057 người. Nước Anh đã chứng kiến một sự gia tăng các trường hợp liên quan đến biến thể Omicron trong những tuần gần đây, mặc dù tỷ lệ tử vong đã thấp hơn so với các đợt lây nhiễm trước đó. Chính phủ đã tập trung vào việc triển khai tiêm mũi tăng cường, đã đạt hơn 60% dân số, thay vì yêu cầu quay trở lại các biện pháp ngăn chặn đã thấy trước đó trong đại dịch. Có 146.390 ca mới được báo cáo vào thứ Bảy, giảm so với mức kỷ lục là trên 200.000 người được ghi nhận vào ngày 4 tháng Giêng. Số người tử vong ở Anh cao thứ hai ở châu Âu chỉ sau Nga, nhưng trên cơ sở đầu người, Hoa Kỳ, Ý, Bỉ và một số quốc gia ở Đông Âu có tỷ lệ tử vong cao hơn. Tỷ lệ tử vong của Anh cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình của Liên minh châu Âu, theo số liệu do Our World in Data. Tại Pháp, những người biểu tình chống vaccine đã tập hợp tại các thành phố trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy, tố cáo Tổng thống Emmanuel Macron có ý định chọc tức những người từ chối tiêm COVID-19 bằng cách thắt chặt các hạn chế về quyền tự do dân sự của họ. Tổng thống Macron tuần này cho biết ông muốn chọc tức những người chưa được tiêm chủng bằng cách làm cho cuộc sống của họ phức tạp đến mức cuối cùng sẽ chịu đi tiêm phòng. Ông nói thêm, những người không được tiêm chủng vô trách nhiệm và không xứng đáng được coi là công dân. Ở Paris, những người biểu tình phản đối bằng cách sử dụng từ lóng của ông, hô vang: chúng tôi sẽ chọc tức ông. Những người khác thì mang biển báo, nói rằng không tiêm vaccine. Hình ảnh truyền hình cho thấy các cuộc giao tranh giữa người biểu tình và cảnh sát tại một địa điểm. Những người biểu tình cũng tập hợp trên các đường phố ở Marseille, Nantes và Le Mans trong số các thành phố khác. Những người biểu tình cáo buộc Tổng thống Macron chà đạp lên quyền tự do của họ và đối xử bất bình đẳng với công dân. Tổng thống nói rằng các quyền tự do mang theo những trách nhiệm bao gồm bảo vệ sức khỏe của người khác. Pháp đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới lần thứ hai trong một tuần vào thứ Sáu. Số ca nhập viện, bao gồm cả bệnh nhân COVID-19 trong cơ sở chăm sóc đặc biệt ICU, đang tăng đều đặn, khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe gặp nhiều căng thẳng. Một số bệnh viện đã báo cáo rằng khoảng 85% bệnh nhân ICU không được chủng ngừa COVID-19. Dữ liệu cho thấy 90% trẻ em trên 12 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng đầy đủ. Người dân ở Pháp đã phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính để vào các nhà hàng, quán bar và sử dụng các chuyến tàu liên vùng. Nhưng với tình trạng nhiễm trùng Omicron gia tăng, chính phủ muốn loại bỏ cho lựa chọn xét nghiệm. 3 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, ngôn ngữ thẳng thừng của Tổng thống Macron dường như đã được tính toán, đánh vào sự thất vọng ngày càng gia tăng đối với những người chưa được tiêm chủng. Trên đường phố thủ đô, những người biểu tình cáo buộc Tổng thống Macron chính trị hóa đại dịch trước thềm bầu cử.
Tại Úc, giám đốc ngân khố xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi số ca hàng ngày tăng hơn 100.000 ca. Giám đốc ngân khố Úc là George Frydenberg cho biết ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 cùng với các quan chức chính phủ hàng đầu khác bị nhiễm căn bệnh này khi tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày lần đầu tiên vượt qua 100.000 ca trong bối cảnh sự bùng phát của biến thể Omicron tại quốc gia này. Các nhà lập pháp cấp cao khác của Úc bao gồm Phó Thủ tướng Barnaby Joyce và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã bị nhiễm bệnh và vượt qua căn bệnh này. Theo hướng dẫn COVID-19 hiện tại của Úc, những người có kết quả xét nghiệm dương tính và những người được coi là tiếp xúc gần gũi phải cách ly trong 7 ngày. Úc đã liên tiếp công bố số ca nhiễm mới hàng ngày kỷ lục với một đợt tăng khác vào thứ Bảy. Cả nước đã báo cáo có 116.025 ca nhiễm mới, phá vỡ kỷ lục của ngày hôm trước mà có hơn 78.000 ca. Gần 100.000 trường hợp mắc bệnh mới là ở bang đông dân nhất là Victoria, nơi diễn ra giải quần vợt Úc mở rộng sắp tới ở thủ đô Melbourne, và ở bang New South Wales. Quốc gia này đã báo cáo 25 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19, là mức cao nhất kể từ đỉnh sóng Delta vào tháng 10 năm 2021. Các nhà lãnh đạo Úc đã thúc giục nước này chuyển ra khỏi chiến lược mở rồi khóa cửa lại khi mà hơn 90% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Nhưng các nhà lãnh đạo quốc gia đã đưa ra các hạn chế trở lại trong bối cảnh số lượng trường hợp bùng nổ, chủ yếu là biến thể Omicron. Một số tiểu bang đã giới thiệu lại quy định về đeo khẩu trang và đình chỉ phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp, trong khi bang New South Wales hôm thứ Sáu tiếp tục cấm khiêu vũ và uống rượu khi đứng trong quán bar. Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc kiềm chế các cuộc tập trận quân sự trong cuộc đàm phán với Nga về Ukraine. Mỹ và các đồng minh sẵn sàng thảo luận với Nga trong các cuộc đàm phán về khả năng mỗi bên hạn chế các cuộc tập trận quân sự và triển khai tên lửa trong khu vực, với các cuộc đàm phán quan trọng sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai tại Geneva. Quan chức chính quyền của Biden cho biết Mỹ không sẵn sàng thảo luận về giới hạn triển khai quân sự của Mỹ hoặc là thế trận của lực lượng Mỹ ở các nước NATO trong khu vực. Joe Biden đã cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Vladimir Putin tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine. Các quan chức Mỹ hôm thứ Bảy đã cung cấp thêm chi tiết về các lệnh trừng phạt có thể được áp đặt. Các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ được tiếp nối bằng các phiên họp khác vào tuần tới tại Brussels và Vienna nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Putin đã điều hàng chục ngàn quân đội dọc theo biên giới của Ukraine, gây ra lo ngại về một cuộc xâm lược. Vẫn chưa rõ liệu Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán với Moscow hay không. Putin muốn chấm dứt sự bành trướng về phía đông của NATO và bảo đảm an ninh. Những yêu cầu mà Mỹ đưa ra không thể chấp nhận được. Nga cho biết họ cảm thấy bị đe dọa bởi viễn cảnh Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa tấn công ở Ukraine, mặc dù ông Biden đã khẳng định với Putin rằng ông không có ý định làm như vậy. Mỹ đã thảo luận với các đồng minh và các đối tác ở châu Âu và châu Á về một loạt các biện pháp hạn chế thương mại đang được xem xét. Chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng các hạn chế đang được xem xét có thể ảnh hưởng tới các sản phẩm của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Nga và một số sản phẩm do nước ngoài sản xuất thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Sức mạnh của mạng Bitcoin sụt giảm khi cuộc đàn áp của Kazakhstan tấn công vào các thợ đào tiền điện tử. Sức mạnh toàn cầu của mạng Bitcoin đã giảm mạnh khi Internet của Kazakhstan bị sập trong tuần này do một cuộc nổi dậy chết người đã làm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng của đất nước này. Kazakhstan năm ngoái đã trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, sau khi trung tâm lớn của Trung Quốc kìm hãm hoạt động khai thác tiền điện tử. Nga đã cử lính dù đến Kazakhstan trong ngày thứ Năm để giúp dập tắt một cuộc nổi dậy trên toàn quốc sau khi bạo lực lan rộng khắp đất nước thuộc Liên Xô cũ được kiểm soát chặt chẽ. Cảnh sát cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục kẻ bạo loạn ở thành phố chính là Almaty, trong khi truyền hình nhà nước cho biết 13 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Vào ngày thứ Tư, Internet đã ngưng hoạt động trên toàn quốc và trang web giám sát Netblock và gọi đây là sự cố mất điện trên quy mô quốc gia. Động thái này có thể sẽ ngăn chặn các thợ đào tại Kazakhstan truy cập vào mạng Bitcoin.
Bitcoin và các dòng tiền mã hóa khác được tạo ra hoặc là khai thác bởi các máy tính công suất cao, thường là tại các trung tâm dữ liệu ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Theo dữ liệu gần đây nhất, vào tháng 8 năm ngoái, Kazakhstan đã chiếm 18% hash rate toàn cầu. Đây là một thuật ngữ điện tử để chỉ lượng sức mạnh tính toán được sử dụng bởi các máy tính kết nối với mạng Bitcoin. Vào tháng 4, trước khi Trung Quốc kìm hãm hoạt động trên các Bitcoin, thì con số này chỉ là 8%. Bitcoin đã giảm xuống dưới 43.000 đô la vào ngày thứ Năm, mức thấp nhất trong nhiều tháng. Càng nhiều thợ đào trên mạng thì lượng sức mạnh máy tính cần thiết để khai thác Bitcoin mới càng lớn. Về lý thuyết, hash rate giảm nếu những người khai thác rời khỏi mạng lưới. Điều này khiến cho những người khai thác còn lại dễ dàng tạo ra đồng tiền mới hơn. Các trang trại khai thác tiền điện tử của Kazakhstan hầu hết được cung cấp năng lượng bởi các nhà máy than cũ, cùng với các mỏ than và toàn bộ thị trấn được xây dựng xung quanh, và đang là vấn đề đau đầu đối với các nhà chức trách. Cuộc nổi dậy trong nước bắt đầu với các cuộc biểu tình ở phía Tây của đất nước và những người nổi dậy phản đối việc tăng giá nhiên liệu vào ngày đầu năm mới. Sau đây mời quý vị xem hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy một chiếc xe tải bị treo lơ lửng trên một mép vách đá ở Trung Quốc trong 3 ngày. Chiếc xe tải này bị treo lơ lửng ở một vị trí nguy hiểm khi tài xế cố gắng lùi xe lại trên một con đường núi hẹp ở Trung Quốc. Người lái xe và hành khách đã tìm cách thoát ra ngoài. Ba chiếc xe truck ủi đất Digger đã cố gắng kéo chiếc xe và cuối cùng chiếc xe cũng đã được đưa đến nơi an toàn. Căng thẳng giữa Mỹ và Nga gia tăng vì tình hình bất ổn ở Kazakhstan. Trong hôm thứ Bảy vừa qua, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga là tiếp tục leo thang khi Điện Kremlin đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Ngoại trưởng Antony Blinken. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Blinken đã nói về tình hình bất ổn gần đây ở Kazakhstan và rằng có những động lực rất cụ thể về những gì đang xảy ra ở Kazakhstan ngay bây giờ. Và những gì đang xảy ra ở đó khác với những gì đang diễn ra ở biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết thêm, nói như vậy để thấy được rằng tôi nghĩ một bài học trong lịch sử gần đây là một khi người Nga ở trong nhà của bạn, đôi khi rất khó để khiến cho họ rời đi. Những bình luận của Blinken rõ ràng là một sự châm chọc vào Nga. Sau khi tổ chức Hiệp hội An ninh Tập thể, gồm 5 đồng minh của Liên Xô cũ và Nga, đã triển khai quân đội đến Kazakhstan khi đất nước vẫn còn vướng vào tình trạng bất ổn chính trị. Nếu Antony Blinken yêu thích các bài học lịch sử đến như vậy, thì ông ấy nên tính đến những điều sau đây. Khi người Mỹ ở trong nhà của bạn thì rất khó để cho bạn có thể sống sót và không bị cướp hoặc là bị cưỡng hiếp. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết trên Instagram và đồng thời cho rằng bình luận của Ngoại trưởng thông thường chỉ là để xúc phạm. Trong thông điệp gay gắt, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng họ đã được giải điều này và không phải bởi quá khứ gần đây của Hoa Kỳ, mà là bởi toàn bộ lịch sử 300 năm là nhà nước của Hoa Kỳ. Ở một diễn biến tương tự khác, trong cùng ngày, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden đã nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ dự định sẽ đề xuất thảo luận về cuộc tập trận quân sự ở Đông Âu và các vị trí đặt tên lửa khi phái đoàn của họ gặp Nga vào ngày thứ Hai trong các cuộc đàm phán song phương. Iran áp đặt các biện pháp trừng phạt hàng loạt các quan chức Mỹ trước vụ việc tướng Soleimani bị ám sát vào năm 2020. Hôm thứ Bảy, Iran đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hàng chục người Mỹ khác, trong đó có nhiều quan chức thuộc quân đội Mỹ, trong vụ ám sát tướng Qasem Soleimani vào năm 2020. Động thái này sẽ cho phép các nhà chức trách Iran thu giữ bất kỳ tài sản nào mà những người Mỹ bị trừng phạt hiện đang nắm giữ ở Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết 51 người Mỹ đã bị nhắm mục tiêu vì yếu tố mà Iran gọi là khủng bố và vi phạm nhân quyền, cụ thể là vai trò của họ trong tội ác khủng bố của Mỹ đối với tướng Qasem Soleimani và đồng minh của ông. Bên cạnh đó, Iran cũng cho rằng những người Mỹ bị nhắm mục tiêu này là cổ vũ chủ nghĩa khủng bố và vi phạm các quyền cơ bản của con người. Các quan chức Mỹ được thêm vào danh sách trừng phạt của Iran bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Miller và cựu cố vấn quốc gia an ninh của Nhà Trắng là Robert O'Brien. Tướng Soleimani chỉ huy lực lượng Quds của Iran đã bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3 tháng Giêng năm 2020, theo lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump.
Trong một động thái tương tự được công bố cách đây một năm, Iran cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Trump và một số quan chức cấp cao của Mỹ về những gì mà Iran gọi là các hành vi khủng bố và chống lại nhân quyền. Nhân dịp tưởng niệm 2 năm ngày mà tướng Soleimani bị ám sát, Tổng thống Iran trong tuần này đã tuyên bố rằng cựu Tổng thống Trump phải ra tòa vì vụ ám sát này, bằng không thì Tehran sẽ trả thù. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Cửa khẩu Việt Trung xuất nhập khẩu ngưng trệ, tiểu thương điêu đứng. Không chỉ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị chặn, mà hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam cũng gặp khó khăn không kém, khiến các tiểu thương điêu đứng vì không có hàng để bán vào dịp Tết Nguyên Đán. Theo BBC News, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược Zero Covid, trong khi Việt Nam đã chuyển sang sống chung với Covid. Và khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trong những ngày qua, Trung Quốc đã siết chặt hơn các cửa khẩu giữa hai nước. Khó khăn trước Tết Nguyên Đán. Cuối năm, nhu cầu nhập và trữ hàng để bán trước và sau Tết âm lịch ngày càng cao. Nhưng việc nhập hàng hóa từ Trung Quốc về gặp khó khăn khiến nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ phải lao đao. Dọc con đường Võ Văn Tần, Lê Văn Sĩ và Nguyễn Trãi là những cửa hàng quần áo, phụ kiện sầm uất nhất Sài Gòn. Mỗi năm thì các cửa hàng này đã treo bảng quảng bá cho bộ sưu tập mới, hàng mới về. Nhưng năm nay, nhiều cửa hàng có vẻ điều hiu hơn vì hàng hóa theo họ vẫn còn bị kẹt tại cửa khẩu. Chia sẻ với BBC News, Vũ Ngọc Anh, chủ cửa hàng quần áo trên Võ Văn Tần, than thở. Sau 4 tháng phong tỏa, thì dòng vốn của cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi Trung Quốc siết chặt chuyện thông quan, thì nguồn hàng càng thêm khan hiếm và chậm về hơn so với trước kia. Với tốc độ nhập hàng như vậy, chúng tôi không thể cạnh tranh với các gian hàng nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, trên nền tảng thương mại điện tử như là Shopee hay Lazada. Nêu ý kiến với BBC News ngày 5 tháng 1, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, việc hàng Việt Nam qua Trung Quốc bị làm khó, còn hàng Trung Quốc về Việt Nam vẫn hoạt động cơ bản, cho thấy cán cân quyền lực và kinh tế giữa hai nước. Chỉ qua đường chính thức mới giảm được sự bất công này, cho nên đây chính là cơ hội buộc các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các tiểu thương phải tự thay đổi để cứu lấy mình bằng cách đẩy mạnh chính ngạch, không khuyến khích tiểu ngạch và bắt cả thương lái Trung Quốc. Về vấn đề xuất khẩu, không giải cứu gì nữa cả, mà hãy cho doanh nghiệp lẫn tiểu thương thấy phải làm chính ngạch hoặc phải dừng và chịu rủi ro. Ông Stephen Olsen, chuyên gia nghiên cứu thương mại cấp cao từ Heinrich Foundation, nói rằng Việt Nam cần chuẩn bị cho sự gián đoạn thương mại tại cửa khẩu ít nhất trong 6 tháng tới. Một lời khuyên của tôi dành cho công ty của cả hai phía, Việt Nam và Trung Quốc, đó là cần chuẩn bị cho sự gián đoạn thương mại này cho đến hết 6 tháng đầu năm và thậm chí đến cuối năm, ông Stephen chia sẻ. Lý do theo ông đó là vì Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra từ ngày 4 đến 20 tháng 2, Đại hội Đảng Toàn quốc của Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 11 năm 2022, thì rõ ràng ưu tiên của Trung Quốc là tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid. Còn tờ The Guardian trích nhận định của ông Lynette Ong là phó giáo sư khoa học chính trị từ Đại học Toronto, Canada, nêu nhận định Trung Quốc có thay đổi chính sách Zero Covid hay không cần phải chờ đến quyết định từ giới lãnh đạo Trung Quốc trong Đại hội Đảng Toàn quốc vào tháng 11. Công an tỉnh Long An vừa khởi tố 4 người ở tỉnh Thất Bồng Lai với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức và cá nhân. Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho hay, nhận được nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm tại nhà bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Theo BBC News đưa tin, các bức xúc chủ yếu về các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ, để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân, v.v., gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. BBC News đưa tin,
Hôm 4 tháng 1, công an địa phương đã tổ chức khám xét và bắt người tại nhà bà Cao Thị Cúc, sau đó mời 14 người có liên quan tại đây về trụ sở công an huyện Đức Hòa để làm việc. Từ các phản ánh này, cộng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho hay, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017, đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại Thiền Am. Ngoài ra còn có một bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và một bé vừa được một cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Đoàn này cũng kết luận 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé mà tham gia game show Thách Thức Danh Hài vào các năm 2018 và 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người. Truyền thông Việt Nam những ngày qua cũng đăng tải thông tin rằng ông Lê Tùng Vân mắc tội loạn luân và 11 người trong Thiền Am là con của ông Vân. Về ông Lê Tùng Vân và Thiền Am, theo hồ sơ lý lịch từ công an năm 1975, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, rời quê nhà ở tỉnh An Giang lên quận 6, thành phố Sài Gòn lập nghiệp. Năm 1990, ông Vân tự lập ra trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Năm 2007, ông Vân bán hết đất và về tạm trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tại hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, sau đó sửa chữa làm điểm tu tại gia. Vào tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nhiều bài viết trên các báo nhà nước Việt Nam trước đó đều viết về cơ sở này rằng các thành viên giả tu, mạo danh nhà sư nhưng lại mặc áo tu hành. Tuy nhiên trong buổi khám nhà hôm 4 tháng 1, các thành viên của Thiền Am đều cho rằng đây là nhà riêng, mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo và khẳng định việc ăn mặc như trên là để tu tại gia, chứ không có ai có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo nào, BBC đưa tin trích lời báo Tuổi Trẻ. Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, chủ tịch của tỉnh Thất Bồng Lai, được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi 3 đệ tử hiện đang bị bắt tạm giam. Vụ việc ở Thiền Am kéo dài đã vài năm nhưng mới nóng trở lại vào đầu năm 2022. Sài Gòn được xếp vào vùng có nguy cơ COVID thấp. Đã 3 tháng kể từ khi thành phố mở cửa trở lại và thích nghi với COVID-19, Sài Gòn đã được phân loại là vùng có nguy cơ COVID thấp hay còn gọi là vùng xanh. Với dân số 9,1 triệu người và số ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận trong tuần qua là 40, cùng với tỷ lệ tiêm chủng cao và đủ năng lực y tế, dẫn đến Sài Gòn lần đầu tiên được xếp vào vùng có nguy cơ thấp. Cho đến nay thì chỉ có các quận bao gồm quận 1, quận 10, quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức vẫn được xếp vào nhóm có nguy cơ coronavirus trung bình. Các khu vực được phân loại là có nguy cơ COVID thấp trong thành phố sẽ mở cửa trở lại hầu hết các dịch vụ và hoạt động kinh doanh, bao gồm cả những dịch vụ không thiết yếu như là quán bar, vũ trường và tiệm massage. Kể từ đợt bùng phát COVID-19 thứ tư, Sài Gòn đã ghi nhận có 506.902 ca nhiễm với 19.925 ca tử vong. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 8 tháng 1 cho biết có thêm 16.553 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 8.990 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 240 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.791 ca, Khánh Hòa 798 ca, Hải Phòng 748 ca, Bình Định 742 ca, Bình Phước 718 ca, Trà Vinh 575 ca, Tây Ninh và Cà Mau mỗi nơi ghi nhận có 587 ca, Đắk Lắk 481 ca, Đà Nẵng 474 ca, Vĩnh Long 470 ca và Sài Gòn 436 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.876.394 ca nhiễm với 34.117 ca tử vong.
tổng số ca được điều trị khỏi là 1.488.038 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng Giêng có 1.414.067 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 159.152.206 liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 78,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 70,8 triệu liều và tiêm mũi 3 đã lên tới hơn 10,1 triệu liều. Và sau đây mời quý vị xem những bức ảnh ấn tượng nhất trên khắp thế giới tuần qua. Thứ nhất là quang cảnh nhà thờ St. Thomas Becket trong sương giá buổi sáng ở Fairfield, Kent, Anh Quốc. Tiếp theo là pháo hoa thắp sáng bầu trời trên cầu cảng Sydney và nhà hát opera ở Úc đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới. Tiếp theo là ở Anh, những vận động viên bơi lội mặc trang phục lộng lẫy xuống nước tại một sự kiện ngày đầu năm mới ở Manchester. Hình ảnh tiếp theo là trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm một năm vụ tấn công điện Capitol của Mỹ. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào tòa nhà Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi Quốc hội tập trung để chứng nhận chiến thắng bầu cử Tổng thống của ông Biden. Hình ảnh tiếp theo là người sáng lập Serrano Elizabeth Holmes bị kết tội âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư và 3 tội danh gian lận điện tử. Các công tố viên cho biết Holmes cố tình nói dối về công nghệ mà bà cho rằng có thể phát hiện bệnh chỉ bằng một vài giọt máu. Hình ảnh tiếp theo, người xem chụp ảnh tại một tác phẩm sắp đặt hoa hướng dương tại triển lãm trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số Van Gogh Alive ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Và tiếp theo, hình ảnh này là hai mẹ con ôm nhau trên đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Imperatriz, bang Maranhão, Brazil. Tiếp theo là hình ảnh của Garland Chicharit của GCK Motorsport và tài xế Alex Winnock đã va chạm trong chặng 4 của cuộc đua Dakar ở Ả Rập Saudi. Và cuối cùng là hình ảnh hơn 1.200 người ở mọi lứa tuổi từ khắp Nhật Bản đã tham gia sự kiện hàng năm để thể hiện kỹ năng thư pháp Nhật Bản ở Tokyo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin giải trí ngày 9 tháng 1. Ngày hôm nay bao gồm các bản tin chính như sau. KFC ra mắt món gà rán làm từ thực vật. Liệu pháp chuyển đổi chính thức bị cấm ở Canada. Apple Studio sẽ làm phim tiểu sử về huyền thoại Audrey Hepburn. Lễ trao giải quạt cầu vàng năm 2020 sẽ là sự kiện riêng tư và không được phát sóng trực tiếp. Một loại cây mới được tạo theo tên của tài tử Leonardo DiCaprio. Và chuyên mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim Don't Look Up, một siêu phẩm mới của Netflix. KFC ra mắt món gà rán làm từ thực vật. Kể từ ngày 10 tháng 1, KFC sẽ cung cấp món gà rán làm từ thực vật đầu tiên của mình tại các cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ, một động thái góp phần gia nhập vào thị trường đang phát triển cho các sản phẩm thuần chay. KFC đã chia sẻ tin tức về món ăn mới nhất của mình, Beyond Fried Chicken, trên Twitter hôm thứ Tư. Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh của Hoa Kỳ đã gọi món gà này là phép mau giòn tan thượng hạng. Beyond Fried Chicken sẽ có mặt tại hơn 4.000 cửa hàng KFC trên toàn Hoa Kỳ vào thứ Hai tuần sau, bắt đầu với số lượng giới hạn. Thịt gà làm từ thực vật này được cung cấp bởi Beyond Meat, nhà sản xuất các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật tại các cửa hàng và nhà hàng trên khắp Hoa Kỳ. Thông báo về món gà rán làm từ thực vật của KFC theo sau sự gia tăng của giá thực phẩm, đặc biệt là giữa các sản phẩm thịt. Chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã công bố gói 1 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp đóng gói thịt nhỏ và độc lập. Liệu pháp chuyển đổi chính thức bị cấm tại Canada. Conversion therapy, liệu pháp chuyển đổi, chữa trị đồng tính,
đã chính thức được xem là bất hợp pháp ở Canada, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quyền của LGBTQ2S+ ở đất nước. Sau khi các nghị sĩ đã cùng nhau thống nhất thông qua đạo luật để xóa bỏ hủ tục này vào cuối năm ngoái, các biện pháp trừng phạt của Bộ Luật Hình sự đã có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1. Điều đó có nghĩa là kể từ bây giờ, bất kỳ ai tìm cách ép buộc một cá nhân nào đó ở một lứa tuổi tham gia vào liệu pháp chuyển đổi, dù người đó có đồng ý hay không, sẽ có thể đối mặt với án phạt lên đến 5 năm tù. Ngoài ra, nếu ai đó phát hiện đang cung cấp hay quảng cáo dịch vụ với mục đích thay đổi hay chèn ép xu hướng tình dục của bất kỳ cá nhân nào đều có thể đối mặt với án tù 2 năm. Liệu pháp chuyển đổi hay chữa trị đồng tính là một liệu pháp thay đổi xu hướng tình dục hay một liệu pháp tâm thần. Những người thực hiện liệu pháp này sẽ dùng những kỹ thuật như sửa đổi hành vi, liệu pháp ác cảm, tâm lý phân tích, liệu pháp bản chất, EMDR và liệu pháp đền bù theo Wikipedia. Rất ít quốc gia trên thế giới đã hình sự hóa liệu pháp chuyển đổi. Canada là quốc gia hiện sở hữu điều mà theo Đảng Tự do Canada mô tả là một trong những biện pháp bảo vệ toàn diện nhất trên thế giới. Apple Studio sẽ làm phim tiểu sử về huyền thoại Audrey Hepburn. Apple Studio hiện đang trong quá trình thực hiện một dự án điện ảnh lớn khác, đó là phim tiểu sử về Audrey Hepburn, một trong những biểu tượng thời trang và điện ảnh vĩ đại nhất từng có trong lịch sử nhân loại. Nhà làm phim được đề cử giải Oscar, Luca Guadagnino sẽ giữ ghế đạo diễn. Trong khi đó, thì nữ diễn viên từng hai lần được nhận đề cử Oscar là Rooney Mara sẽ vào vai minh tinh lừng lẫy một thời này. Theo nguồn tin từ Deadline, bên cạnh việc đóng vai chính, Rooney Mara cũng sẽ giữ vai trò sản xuất trong dự án lần này. Kịch bản phim hiện đang được hoàn thiện bởi cây viết Michael Minnick. Mặc dù nội dung phim vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có nhiều nhận định cho rằng bộ phim là một trong những dự án điện ảnh được chú ý bậc nhất trong những năm tới, đặc biệt là khi khai thác về biểu tượng của điện ảnh và thời trang Audrey Hepburn. Bà sinh năm 1929, là nữ diễn viên người Anh sở hữu cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng trong ngành giải trí. Bên cạnh đó, bà cũng để lại dấu ấn trong lĩnh vực thời trang khi là nguồn cảm hứng của nhà mốt Givenchy. Audrey Hepburn mất năm 1993 tại Thụy Sĩ ở tuổi 63. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2022 sẽ là sự kiện riêng tư và không được phát sóng trực tiếp. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay sẽ không được phát sóng trực tiếp và diễn ra riêng tư trong bối cảnh bê bối. Năm ngoái, đài truyền hình NBC đã từ bỏ kế hoạch phát sóng một trong những giải thưởng lớn trước lễ trao giải Oscar sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood, SFPA, đơn vị bình chọn các giải thưởng điện ảnh và truyền hình hàng năm, đã vấp phải những ý kiến trái chiều. SFPA đã bị chỉ trích vì sự thiếu đa dạng chủng tộc giữa các thành viên, và các nhà phê bình cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu mối quan hệ thân thiết với các hãng phim có thể làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người được đề cử và người chiến thắng hay không. Đầu tuần này, SFPA cho biết lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2022 sẽ không có sự kiện thảm đỏ cũng như không có khán giả và báo chí. Thay vào đó, giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 79 sẽ nêu bật những nỗ lực từ thiện của tổ chức. Những người chiến thắng sẽ được công bố không liên tục trong suốt 90 phút tụ họp tại khách sạn Beverly Hilton. Tên những người thắng giải sau đó sẽ được cập nhật trên website chính thức của sự kiện và trên tài khoản mạng xã hội chính thức của giải Quả Cầu Vàng. Một loài cây mới được đặt theo tên của tài tử Leonardo DiCaprio. Các nhà khoa học từ Vườn Bách Thảo Hoàng Gia Kiều của Vương quốc Anh thông báo họ đã đặt tên một loài cây mới theo tên của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio. Theo bài báo đăng trên tạp chí khoa học PJ, cây DiCaprio, còn được gọi là Uvariopsis DiCaprio, là một loài thực vật chỉ được trồng ở rừng Ibo của Cameroon. Đây là một loại cây thường xanh nhiệt đới với hoa màu vàng mọc từ thân cây. Nó cũng được xếp vào loài cực kỳ nguy cấp và có họ hàng với loài ngọc lan tây hay hoàng lan. Tài tử DiCaprio, người đóng vai nhà khoa học trong bộ phim Don't Look Up của Netflix, là một trong những nhà hoạt động môi trường sôi nổi nhất ở Hollywood. Vào tháng 7 năm 2020, khai thác gỗ ở mức báo động đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà bảo tồn và các nhà khoa học khi chính phủ Cameroon ban hành lệnh cho phép khai thác gỗ công nghiệp ở rừng Ibo.
Một tháng sau đó, tài tử DiCaprio đã chia sẻ các bài đăng trên Instagram để nâng cao nhận thức về một bản kiến nghị nhằm thúc giục chính phủ Cameroon hủy bỏ kế hoạch khai thác những vạt rừng lớn. Tổng thống Cameroon sau đó đã hủy bỏ quyết định của mình. Cây DiCaprio là loài thực vật đầu tiên được các nhà nghiên cứu ở Vườn Bách Thảo Hoàng gia đặt tên chính thức trong năm nay. Trong chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Don't Look Up, từ việc Đừng Nhìn Lên hay Đừng Tìm Kiếm. Là một bộ phim hài viễn tưởng châm biếm của Hoa Kỳ, bộ phim được sản xuất, biên kịch và đạo diễn bởi Adam McKay, người từng đoạt giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc cho bộ phim The Big Short. Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính là Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence. Trong Don't Look Up, cả hai ngôi sao sẽ vào vai nhà thiên văn học đang cố gắng cảnh báo nhân loại về một ngôi sao chổi đang tiến gần và sắp tiêu diệt trái đất. Bên cạnh đó, dàn diễn viên của Don't Look Up còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi bật ở Hollywood như Kate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet và Ariana Grande. Kể từ khi ra mắt trên Netflix vào cuối năm ngoái, Don't Look Up đã gây chú ý với nội dung châm biếm sâu cay về khoa học, biến đổi khí hậu và nhiều sự kiện khác đang diễn ra trong xã hội. Có thể nói, nhà làm phim Adam McKay đã vẽ lên một bối cảnh của nước Mỹ thời đại đầy biến động. Hãy cùng thưởng thức bức tranh châm biếm sâu cay qua những chi tiết đầy ẩn ý trong Don't Look Up, bộ phim hiện đang được phát sóng trực tiếp trên Netflix. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 8 tháng 1 năm 2022 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.138 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 6 tháng 1 năm 2021 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 như sau. 1 Canada bằng 18.196,62 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7895 đô la Mỹ và bằng 0,6960 đồng Euro. Giá dầu thô WTI là 78,90 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 81,75 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.796,41 đô la Mỹ một ounce. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ, với dòng đọc của Ngọc Yến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới mạnh khỏe, nhiều may mắn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần: Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ. Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người. Vì ông làm việc khéo léo lại tốt bụng và giá cả cũng phải chăng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này mà ông có thể nuôi sống cả gia đình. Một hôm, ông lại gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi. Bỗng nghe tin hoàng thượng sắp đi qua đây, ông vội tránh vào vệ đường và quỳ rạp xuống, hy vọng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan thánh thượng. Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng đầu lên thì thấy ngự giá của hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Quá sợ hãi, ông vội dập đầu lia lịa xin tha tội. Hóa ra, khi đi ngang qua người thợ rèn, hoàng thượng nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh ông, nên nghĩ ông là một người thợ sửa chữa. Lúc này, vương miện của hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá sóc, nên nhà vua mới quyết định đổ lại để sửa chữa. Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông 100 lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà, nhưng ông chợt nhìn thấy một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô cùng sợ hãi, song vội định thần lại, vì thấy con hổ hình như không có ác ý gì,
Nó đang giơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Ông lấy hết can đảm tiến lại phía con hổ. Phía chân nó bị một cái gai rất to đâm vào. Ông vội vàng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra biết ơn và đền ơn ông một con hươu to. Người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Từ hôm đó, ông không gánh dụng cụ đi khắp nơi nữa mà treo một cái biển to trước cổng nhà với nội dung chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ. Nhưng cũng từ đó, công việc làm ăn của ông ngày càng sa sút, khiến gia đình khốn đốn. Bài học rút ra là sai lầm của người thợ rèn là ông đã lấy vận may ngẫu nhiên để làm cơ sở lập nghiệp cả đời, lại còn không chăm chỉ làm việc. Trên thị trường, có rất nhiều người phất lên nhờ một cơ hội đặc biệt. Nhưng cơ hội không phải ngày nào cũng có. Chỉ có dựa vào năng lực và tài nguyên kinh doanh của chính mình để điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của thị trường, không ngừng xác định đúng vị trí của mình và luôn xác định khách hàng là mục tiêu chính, thì công việc kinh doanh mới có thể tồn tại được. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.